Hi, xin chào chị và các bạn. Lại về thêm Nokia C300 full box mới 100% nha anh chị. Đây. Đợt này có màu này nha anh chị, rất là đẹp. Đó. Màu này vỏ zin đẹp lắm. Ở bên trong email trùng hợp nha anh chị. Đó. Cục sạc zin chu nhỏ. Nhìn biết sạc zin rồi. 5G pin zin luôn. Tai nghe zin. Có cái máy màu. Màu đen. Màu vàng. Bữa em bán em quay cái clip mà hàng thay vỏ đó thì nó vậy, còn nó là vỏ zin, anh chị nhìn đẹp không, xuất sắc không nè. Bây giờ em thử này nha, lột nhẹ thôi để cho mở nguồn cho anh chị xem cái giao diện, để đây rồi nắp bán lại đó, nói chị không kèn sao bên không? Đó bên trong. Để một pin vừa thử. Đó coi cái hàng nước ngoài về nó giao diện nó làm sao nha. Pin yếu. Đó, chưa? Chỉ có hàng zin nguyên bản mới có logo nha anh chị. Đẹp xuất sắc luôn. Con này hiện tại là full box, zin hết từ A đến Z, em bán chịu 2 cây nha anh chị. Còn anh chị nào thấy cao quá thì mua hàng thay vỏ 450 thôi. Cũng được, tùy mỗi người có điều kiện. Đó. Cây vàng cũng vậy. Vàng như con hai. Lô của em chỉ có một duy nhất một cây này thôi nha anh chị. Một cây duy nhất thôi, một màu duy nhất thôi, không còn nữa. Còn màu vàng thì có 2-3 cây à. Còn bao nhiêu là màu đen với màu xanh. Rồi, ok. Anh chị nào mua liên hệ bên em nha. Full box giá 1,2 triệu, đầy đủ phụ kiện zin nguyên bản. Hàng thay vỏ 450. Mới về mười mấy cây. Hồi sáng em về là tạo tổng cộng 18 cây á, nhưng mà bán 2 cây rồi, còn có 16 cây thôi.